Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tư duy bốn niệm trụ, tư duy bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, thì nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới. Nếu nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới, thì chẳng đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy bốn niệm trụ, chẳng tư duy bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, thì chẳng nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới. Nếu chẳng nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới, thì có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn tu hạnh Đại Bồ Tát, muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, thì phải siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên tư duy nhiễm trước các pháp. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tư duy pháp môn giải thoát không, tư duy pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, thì nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới. Nếu nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới, thì chẳng có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy pháp môn giải thoát không, chẳng tư duy pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, thì chẳng nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới. Nếu chẳng nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới, thì có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn tu hạnh Đại Bồ Tát, muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, thì phải siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên tư duy nhiễm trước các pháp. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tư duy năm loại mắt, tư duy sáu phép thần thông, thì nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới. Nếu nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới, thì chẳng có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy năm loại mắt, chẳng tư duy sáu phép thần thông, thì chẳng nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới. Nếu chẳng nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới, thì có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn tu hạnh Đại Bồ Tát, muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, thì phải siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên tư duy nhiễm trước các pháp.